Hello anh em, lại là mình đó anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip may rừng nguồn cát nha anh em nha. Mình mới về tối qua một cây đế rất là độc anh em ạ. Để em nói lại nè. Đế bấm xuống rất là độc nha anh em nha. Cây này có dáng bò da ngóc đầu lên nha anh em. Hồi bắt luôn. Có rễ phụ nữa. Cây liền lạc hết, không bọng lũi chút nào nha anh em nha. Đế nó của nó bọng xuống nha anh em. Ở dưới mặt dưới đây có một lớp đế nữa anh em. Có một lớp rễ nè, đầu rễ nè anh em. Có một lớp đầu rễ này nữa. Cây này không có dễ cọc nha anh em. Nhớ bồi kèo cho anh em. Điều thước cho anh em coi số đòi. Chỗ ngay đó 47 nha anh em nha. Mình eo ngay đó 47 chứ cũ nó đỡ ra năm mấy anh em. Rồi, mình eo 47 nha anh em nha. Cao nhiêu? Cao 50. Cao 50 nha anh em. Đo từ chân rễ tới cái gốc đó. Chân rễ luôn, qua cái gốc. Dứt. Cây này từ rễ qua cái tâm cây 60 anh em ạ. Cái bầu 70 nha anh em nha. Cây bộ đế rất là độc anh em. Cái vành đỉnh nè. Đo vành đỉnh. Cái này 25 nè. Cây này khá bất ngọt nha anh em. Ok anh em nha. Anh em đã được liên hệ trực tiếp mình nha. Cảm ơn anh em. Cây này nó dặn nhẹ nha anh em. Nó có dặn dặn nhẹ nhẹ của cái cây nha anh em nha. Dặn kiểu mũi phong anh em. Ok anh em, kết thúc video nha. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp. Tạm biệt anh em. Hello anh em, lại là mình đây anh em. Mai dừng vùng cát nha anh em nha. Mới về em này cây cũng tạm được nha anh em. Thăng đạt. Đây anh em. Cây đế cũng đạt luôn anh em ạ. Có găng nha anh em nha. Cây nó có miếng lũ này nè. Cây có miếng lũ này nè. Đo vành em coi. Vành 60 anh em. Cao nhiêu? Cao 70 nha anh em. Vành 60, cao 70. Bầu 60 luôn. Cây thang nhìn lực luôn anh em ạ. Dốc ngọn luôn nha anh em. Ok anh em nha. Mình kết thúc video nha. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp nha anh em. Nè, chỗ này nó có hai miếng lũ nè. Anh em nhìn thử. Một miếng lũ đây. Một miếng lũ đây nha. Ok anh em nha. Tạm biệt anh em. Hello anh em, lại là mình đây anh em. Mai dừng vùng cát nha anh em. Cây bầu sinh anh em à. Cây này thuộc dạng cây chụp nha anh em nha. Cây này nó có một miếng lũ nhẹ nha anh em. Cây bồ đế rất khủng anh em. Đế bà dài nha anh em. Rễ thì bao luôn. Quá dày luôn, nuôi cả tạ luôn. Đế ở dưới đó còn một lớp nữa nha. Một lớp. Đây nè. Đây nè. Miếng lũ này nó cạn hơn nha anh em. Không sao đâu. Ok anh em. Cây này thì vành đế 80. Đo lại anh.
60 anh em à. 61. Anh em 60 cao chưa? 80. Cao 80 nha anh em nha. Thấp thăng tầm 30. Ok anh em, kết thúc video nha anh em. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp nha. Tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Hello anh em, lại là mình đây anh em. Mình mới về cây mai dùng vùng cát Tàn Thiên Duyên nha anh em nha. Cây này thì nó chi bộ chi râm rất là đẹp anh em ạ. Cây này nó bay ra nha anh em nha. Cây bay mà bộ chi râm co lắc không anh em ạ. Rất là nghệ thuật anh em. Cây này mà trồng ở cá rồi bay xuống hồ rất là đẹp nha. Dòng này thì nụ bao đẹp luôn nha anh em nha. Cây rất là đẹp anh em. Bộ chi rất là nghệ thuật. Bộ chi già lắm anh em. Ok anh em. Rồi đo hoành cho anh em coi em. Ba mươi cao. Cao 75. Cao 75. Rồi 95. 95. Bay. Bay 70. Bay 70 nha anh em nha. Bay 90. Bay 90 anh em. Bay 1 mét. Cao 95. Vành 30. Co rất là đẹp. Co mà anh em. Co bay rất là đẹp nha anh em. Co mà anh em. Ok anh em nha. Anh em ok anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh mình nha. Anh em nào thích hợp gu cái này alo mình. Tạm biệt anh em. Hello anh em, lại là mình đây anh em. Máy cát Tàn bay nha anh em nha. Tàn bay léo nhau nha anh em. Bay 3 thăng đuổi luôn nha anh em. Cây bầu rất là cứng nha anh em. Đây anh em, đế nè. Đế nè anh em. Ok anh em, rồi phụ anh. Nghe anh. Dạ à, thì tiền nó về nè, chạy xuống đấy. 30 luôn. Vành 30 nha anh. Anh em, vành 30. Cao 55. Bay 90. Bay 90 cao 55 anh em. Vành 30 nữa. Lúc nào cũng 30 thôi. Coi rất là đẹp nha anh em. Bay chóng mặt luôn nha anh em. Ok anh em, kết thúc video đây. Cảm ơn anh em.